Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 25 tháng 6 năm 2023. Động đất kinh hoàng, lũ quét ập đến bầu trời Trung Quốc vẫn âm u và mưa suốt từ đêm ngày hôm kia tới sáng ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Sấm sét đùng đùng đàng đoàng khiến cho dân chúng Trung Quốc kêu la thảm thiết và liệu rằng có phải ông trời đang muốn trừng phạt Trung Quốc hay không? Đó vẫn là một câu hỏi mở. Khắp nơi đang xảy ra mưa lũ xối xả, xảy ra ngập lụt và tình trạng người dân không kịp di tản, phải chìm trong biển nước. Toàn bộ đất nước của Trung Quốc, từ Nam sang Bắc, từ Đông sang Tây, nhiều nơi đã xảy ra mưa bão và khắp nơi xảy ra lũ lụt. Một số cư dân mạng bình luận rằng, dường như Đức Chúa Trời và Mẹ Thiên Nhiên đang muốn trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là ông Tập Cận Bình, người được cho là cầm đầu đường dây chuyên đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong suốt những ngày vừa qua đã có rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như các trang mạng xã hội đưa tin về tình hình mưa lũ, bão tố mịt mờ ở Trung Quốc, kèm theo đó là rất nhiều các bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng sấm sét có đánh trúng cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình cũng không hết tội. Có rất nhiều ý kiến khác bình luận cho rằng mong trời đất hãy tiếp tục ra tay trừng trị tận gốc Trung Quốc bởi vì chỉ có như vậy thế giới mới được bình yên. Hầu hết các ý kiến đều nói Trung Quốc chính là nguyên nhân gây ra những rắc rối cho thế giới. Điều đó đã được minh chứng bằng những cuộc đụng độ nảy lửa trên Biển Đông. Đối đầu căng thẳng ở biên giới, đánh chiếm các quần đảo Trường Sa, đâm chìm tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gây ra nhiều vấn đề rắc rối cho thế giới như đại dịch Covid-19. Ngoài ra còn gây ra nhiều hiềm khích với Mỹ, luôn nuôi cái tham vọng nguy hiểm khi thôn tính Hồng Kông và Đài Loan, Macau, hòng khống chế thế giới. Ngoài ra còn bao nhiêu tội ác khác. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà trong suốt gần 2 tháng vừa qua, bầu trời của phía Trung Quốc liên tục u ám, đen tối mang theo những cơn mưa to đến rất to, liên tục ùn ùn chút hàng tỷ mét khối nước từ trên thượng nguồn con đập Tam Hiệp đến hạ nguồn con sông Dương Tử, từ đông sang tây, từ bắc tới nam. Và tính đến ngày hôm nay, Trung Quốc đã trải qua tổng cộng 59 ngày đêm bị mưa lũ càn quét, thiệt hại không thể quy đổi ra bằng tiền. Thế nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt nói rằng dân chúng của Trung Quốc vẫn đang rất ổn, quân đội Bắc Kinh vẫn đang bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông. Mặt khác, ông Tập lợi dụng việc mưa bão kéo dài trong nhiều ngày vừa qua để kêu gọi các nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam. Hãy ủng hộ Trung Quốc bằng tiền, bằng lương thực, bằng thực phẩm hoặc là bằng vàng cũng được, để Trung Quốc phân phát cho những người dân đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, vì nhà cửa của họ đã bị lũ cuốn trôi hết đi rồi. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận tiết lộ rằng những khoản trợ cấp ủng hộ mà các nước đưa cho Trung Quốc đã bị ông Tập Cận Bình đem đi đầu tư vào quân sự, quân đội để đi nghênh chiến lại với các nước. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng các nước không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, vì số tiền ủng hộ đó đâu có đến được tận tay người dân bị lũ lụt mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đang đi đầu tư cho quân sự hết rồi. Đấy là nguyên nhân vì sao rất nhiều người dân của Trung Quốc không còn niềm tin vào người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc nữa. Càng ngày, họ càng bị chính quyền của ông Tập coi không ra gì. Bắc Kinh giờ đây không còn là Bắc Kinh của ngày xưa nữa. Giờ họ chỉ biết đi xâm chiếm, đi gây gổ, đi gây hấn để muốn đè bẹp các nước, mong cho Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 trên thế giới. Thế cho nên, trong một tuyên bố mới đây tại một cuộc họp thuộc giới chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, ông Nguyễn Phượng Hòa, bà Hoa Xuân Oánh, ông Vương Nghị cùng ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường đồng loạt bắt tay nhau nói rằng nếu Trung Quốc là số 2 trên thế giới thì không ai là số 1. Mà Trung Quốc đã là số 1 của thế giới rồi thì Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như nhiều nước ở khu vực Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức sẽ luôn là số 2. Vì thế, Trung Quốc sẽ không bao giờ để cho một nước nào trèo đầu cưỡi cổ. Nhiều ý kiến nghe xong tuyên bố mạnh miệng và hùng hồn của bà Hoa Xuân Oánh, ông Lý Khắc Cường, ông Nguyễn Phượng Hòa và ông Tập Cận Bình, họ đều cho rằng Trung Quốc đúng là số 1 của thế giới. Nhưng ở đây là số 1 về đi ăn cướp, số 1 về đi gây hấn, gây gổ, đánh nhau và số 1 về vấn đề lây lan dịch bệnh Covid-19 cho toàn thế giới. Chứ còn số 1 hùng mạnh về quân sự, về kinh tế, về xã hội, về văn minh thì Trung Quốc chỉ xếp hạng bét trên thế giới.
Kính thưa quý vị, vào đêm ngày hôm qua, theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, lũ lụt tồi tệ ở đất nước này trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc cho biết mùa hè năm nay, năm 2022, hàng chục triệu người trên khắp đất nước Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả, gây ra lũ lụt và lở đất ở các thành phố và làng mạc tại hàng chục tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc trong nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn vùi dập 27 trên 31 tỉnh, bây giờ ảnh hưởng đến khoảng 37 triệu người dân, khiến 155 người chết và mất tích, Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết. Thiệt hại kinh tế cho đến nay ước tính khoảng 100 tỷ nhân dân tệ, tức là khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, nhưng con số này được cho là mới thống kê, còn thực tế của nó phải gấp hàng trăm lần. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở miền Nam, ở tỉnh Quảng Tây và Quý Châu vào đầu tháng 6. Những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước, bao gồm tỉnh Giang Tây, phía Đông An Huy, phía Nam Hồ Bắc, miền Trung. Ứng phó với khẩn cấp, việc kiểm soát lũ được nâng lên cảnh báo cao nhất ở nhiều nơi. Quy mô của thảm họa là rất lớn, mực nước của 433 con sông vượt mức báo động đỏ kể từ đầu tháng 6, trong đó có 53 con sông ở mức cao kỷ lục. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết thì hiện tại mưa ở Trung Quốc vẫn chưa chấm dứt. Dự báo trong các tháng tới, Trung Quốc còn đón nhận từ 5 đến 7 trận mưa to đến rất to, làm cho mực nước tới các con sông Dương Tử tăng lên đột biến và đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp. Rất nhiều tờ báo trên thế giới trong những ngày vừa qua đồn đoán rằng con đập Tam Hiệp đã vỡ, nhưng hiện tại thì các chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc nói rằng con đập vẫn chưa bị vỡ, nhưng nhiều khả năng nó sẽ bị mục hoặc là bị bong tróc bởi mưa to. Lũ quét sắp ập đến trong một vài ngày tới và tình hình mưa lũ của Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm trong một vài ngày tới bởi vì mùa mưa lũ đang ở đỉnh điểm tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như tỉnh Giang Tây, đê sông bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gợi lại ký ức ám ảnh của trận lũ lịch sử năm 1998 khiến hơn 3.700 người thiệt mạng, ngang với cả đại dịch Covid vừa rồi và 15 triệu người đã mất nhà cửa. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát vào lúc 19h15 phút tối ngày hôm qua, trong một chương trình thời sự có một phóng sự về dự báo thời tiết có đưa tin. Kể từ khi thành lập nước năm 1949 tới đây, Trung Quốc đã trải qua hai trận lũ lịch sử. Lần thứ nhất là vào mùa hè năm 1954, ở dọc con sông Dương Tử khiến hơn 30.000 người chết, 18 triệu người bị ảnh hưởng. Đây là trận lũ lịch sử mà Trung Quốc không bao giờ quên. Trận lũ kinh hoàng thứ hai xảy ra vào năm 1998, cũng ở dọc con sông Dương Tử, nhưng phía Nam và phía Bắc của Trung Quốc. Đó là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây, với hơn 3.700 người chết, 15 triệu người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế lên tới con số 25 tỷ đô la Mỹ, một con số quá cao. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nhận xét lũ lụt năm nay tiếp tục còn ảnh hưởng nặng nề và năm 2021 được cho là sẽ đi vào lịch sử của Trung Quốc. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người quan tâm, đó là Việt Nam hôm qua vừa bắt được 5 người Trung Quốc nhập cảnh chui hay còn gọi là nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường không chính ngạch. Thông tin này đã được tờ báo Dân Trí, tờ báo Vietnamnet và tờ báo Tuổi Trẻ của Việt Nam đưa tin chi tiết như sau. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm qua, tại km số 6 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tổ công tác đã phát hiện ra ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát, xin phép được giấu biển số. Do tài xế Nguyễn Văn Hát, 48 tuổi, trú tại Khánh Hòa có biểu hiện nghi vấn và đội tuần tra đã cho dừng xe kiểm tra. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe. Ngoài tài xế còn có 5 người mang quốc tịch Trung Quốc. Qua đấu tranh khai thác, công an xác định 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Họ đến từ tỉnh Quý Châu của Trung Quốc, vượt biên gần 4 giờ đồng hồ bằng đường sông để sang thành phố Lào Cai. 5 trường hợp trên đang trên đường di chuyển từ Lào Cai xuống Hà Nội để bay vào thành phố Hồ Chí Minh thì bị tổ công tác phát hiện và bắt giữ. Đây được cho là một thông tin rất đáng mừng cho các lực lượng chức năng của Việt Nam đã ra tay bắt giữ được những người Trung Quốc vượt biên trái phép sang Việt Nam. Trước đó, tờ báo Dân Trí, tờ báo Vietnamnet của Việt Nam đưa tin, Công an thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn và phát hiện ra 4 người Trung Quốc đang lưu trú. Qua xác minh, công an cũng khẳng định những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và sau đó đã bị bắt giữ. Đáng chú ý nhất là vào chiều ngày hôm qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã cho biết đã bắt giữ được kẻ cầm đầu đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Kẻ cầm đầu này tên là Zhao Liu, còn gọi là Cao Lượng Cố, 42 tuổi, người Trung Quốc, và đây được cho là một cái tin rất đáng mừng.
Thưa quý vị, dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao và khó lường, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện nhiều ca bệnh chung, ca bệnh ngoài cộng đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19, tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm 2022. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Báo cáo với Thủ tướng về công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Chu Ngọc Anh cho biết, đợt dịch thứ tư này, Hà Nội đã ghi nhận 681 ca mắc COVID-19 tại 24 quận huyện của thành phố, trong đó đến nay đã ghi nhận nhiều ca mắc mới. Đặc biệt xuất hiện 6 chùm ca bệnh có số ca mắc nhiều. Dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao và khó lường, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện nhiều ca bệnh, chùm ca bệnh ngoài cộng đồng. Đặc biệt, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp với số ca mắc lớn. Và liên quan tới tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, cũng như là dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và ở Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục thu thập và gửi cho quý vị vào trong các bản tin kế tiếp. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!